Để sinh lợi nhuận gấp 2, gấp 3, gấp 5 lần khi mua đất nông nghiệp, bạn cần lưu ý 4 điều như sau. Điều số 1, bạn cần phải check quy hoạch thật kỹ và có 3 phương pháp để check quy hoạch tôi đã nói ở trong video trước. Bạn có thể xem và tham khảo nó. Yếu tố này sẽ giúp cho bạn biết được đây có phải là miếng đất có sự tăng trưởng tốt ở tương lai hay không. Vậy thì khi bạn check quy hoạch, bạn hãy lưu ý ưu tiên mua những miếng đất có nằm trong vùng quy hoạch đất ở thổ cư. Hai, đó là bạn cần phải xem miếng đất đó có tiếp giáp mặt đường hay không. Có thể là đường hiện hữu hoặc là đường dự phóng ở tương lai. Thì miếng đất đó có khả năng tăng trưởng tốt, miếng đất không có tiếp giáp mặt tiền đường và tương lai cũng không biết là khi nào có đường. Thì với miếng đất này, bạn phải mua với giá thực sự rất là rẻ. Thứ ba, đó là đất cần phải nằm trong vùng có kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Thì miếng đất đó sẽ có khả năng kéo được cư dân về hoặc là sẽ lân cận vào những dự án có thể phát triển trở thành một khu đô thị. Thứ tư, đó là miếng đất đó cần phải có pháp lý rõ ràng, cần phải có giấy tờ, cần phải có sổ đỏ và không bị tranh chấp về kiện tụng. Và cuối cùng, bạn hãy nhớ đất nông nghiệp dùng để khai thác nông nghiệp, nếu như đất nông nghiệp đó mà không có nằm trong vùng quy hoạch về thổ cư, hãy lựa chọn cho mình những miếng đất có nằm trong 4 yếu tố trên để giúp cho bạn đầu tư một cách thắng lợi.